Toan cảnh ồn ào, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mang nhận giá trị bằng chục căn nhà. Là người nổi tiếng, việc vướng thị phi không lạ, đặc biệt việc thật thì ít, mà việc hiểu lầm, cố ý hiểu lầm thì nhiều. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vừa trải qua ồn ào như thế, lên clip bày tỏ áp lực mang một món trang sức đắt tiền khi đóng phim. Có nói với cô á là chị Vân ơi, khi mà chị quay chị làm ơn làm phước chị giữ gìn cái này giùm em, giữ thiệt kỹ, đừng có đưa cho ai hết, bởi vì đây là một cái những gia phả của dòng họ nhà em, như là đâu nó cũng cỡ gần như là dưới như là chục căn nhà. Nãy giờ là trong cái cơn mộng mị đâu, cô tự cô nghĩ ra, chứ còn hoàn toàn cái này là không phải như nãy giờ cô nói đâu nha. Sự việc tưởng chừng tống hề cho vui, ngờ đâu một nhân vật có tiếng trên không gian mạng dường như bẻ lái câu chuyện cực gắt. Ủa chị, cái này đại hậu thiệt chị luôn nè, là chị có ý thức được rằng chị là một nghệ sĩ nhân dân không? Cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đó chị, chị là một cái đa cái đề trong cái showbiz của Việt Nam không? Chị ý thức được điều đó không ta? Một người đi trước như chị, cư xử như chị, biểu sao mà showbiz nó không loạn? Nó thiệt, biểu sao mà showbiz nó không loạn quá trời, không có tôn ti trật tự, không có nghề nghiệp, không có cái gì hết trơn, nhiều tiếng nhiều lắm rồi. Em có thiệt? Ủa gì đó? Là sao vậy mọi người? Ngay tại thời điểm này, họ chia sẻ một cái câu chuyện như vậy và vinh vào cái cớ là đó chỉ là một cái gọi là một cái hậu trường trong một cái bộ phim mà chị đóng. Từng lời lẽ của chị mà trời ơi, ai không biết chị chứ? Thâm cỡ nào nhìn không ra, thâm sâu cỡ nào giọng cháu sư cũng tàn cánh gió lạnh nhìn ra hết. Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Suốt những giờ qua, cõi mạng không khỏi xôn xao trước video một nhân vật sáng tạo nội dung trên không gian mạng với hơn 500.000 người theo dõi đã lên tiếng bày tỏ sự khó chịu vô cùng với video nơi hậu trường quay phim Cô Dâu Hào Môn của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Theo đó, chia sẻ lại một phần của clip với nội dung nữ nghệ sĩ chia sẻ sự áp lực khi đóng bộ phim mà phải giữ chiếc nhẫn với giá tiền xương xương chục căn nhà, rồi cắt, chuyển cảnh nhân vật sáng tạo nội dung vào đề. Chị, cái này là hậu thiệt chị luôn nè. Là chị có ý thức được rằng chị là một nghệ sĩ nhân dân không? Cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đó chị. Chị là một cái đa cái đề trong cái showbiz của Việt Nam không? Chị ý thức được điều đó không ta? Một người đi trước như chị, cư xử như chị, thì biểu sao mà showbiz nó không loạn? Nó thiệt, biểu sao mà showbiz nó không loạn quá trời luôn. Không có tôn ti trật tự, không có nề nếp, không có cái gì hết trơn. Điều tiếng nhiều lắm rồi chị nha, em có thiệt. Thậm chí, người này còn tỏ tường tâm ý của Hồng Vân chỉ qua vài lời nữ nghệ sĩ chia sẻ. Chứ, ngay tại thời điểm này, họ chia sẻ một cái câu chuyện như vậy và vinh vào cái cớ là đó chỉ là một cái gọi là những cái hậu trường trong một cái bộ phim mà chị đóng. Từng lời lẽ của chị mà trời ơi, ai không biết chị được chứ, thâm cỡ nào em nhìn không ra, thâm sâu cỡ nào giọng cháu sư cũng tàn cánh gió lạnh nhìn ra hết. Nhưng mà cái này em nói thiệt là có bí với chị á, được chứ, mình là một nghệ sĩ nhân dân, mình phải làm sao là cái gương để em muốn mình nó noi theo chứ. Tất nhiên em nhắc lại những cái chị chia sẻ nó cũng không sai, nhưng mà nó không hợp thời điểm và nó thể hiện được chị còn sân si, còn hơn thua. Mà tại sao chị còn những điều đó? Bởi vì trong chị vẫn còn những cái mà những cái tức tối chưa giải quyết được, đúng không? Đó, sao bằng người ta được chị? Theo phân tích thì cũng hợp lý đấy, nhưng rõ ràng người này chỉ đang cắt ghép một đoạn ngắn chia sẻ của Hồng Vân trong cả một clip dài kia, nhưng lại tỏ ra nắm hết được ý đồ của nữ nghệ sĩ nhân dân. Tất nhiên, nhiều bình luận đồng tình được đưa ra, song cũng có ý kiến phản đối, cho rằng người này đang dẫn dắt dư luận qua lăng kính chủ quan đầy tiêu cực. Sự thật thì trong full clip chia sẻ của Hồng Vân, nữ nghệ sĩ chỉ đang đóng tiểu phẩm khi nói chiếc nhẫn giá chục căn nhà là của Quy Phủ, nhà sản xuất Cô Dâu Hào Môn. Khi nữ nghệ sĩ được giao trọng trách mang nó thì vô cùng áp lực bởi Quy Phủ phải ký cam kết với dòng họ mới mang theo đóng phim được. Nhưng sau tất cả, Hồng Vân mới tỏ bày mộng mị thôi. Chứ nào đâu có chuyện cô được mang chiếc nhẫn giá trị lớn như vậy để đóng phim. Đặc biệt từ đầu đến cuối, Hồng Vân đều nói đây là đồ của nhà sản xuất đưa chứ không hề nhận là đồ của mình. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sau đó cũng lên tiếng trên trang cá nhân như sau. Con trai ơi, đây là vai diễn của cô trong bộ phim Cô Dâu Hào Môn đang chiếu trên toàn quốc bắt đầu từ hôm nay. Chiếc nhẫn này là của nhà sản xuất họ bắt cô đeo để quay thôi mà con. Đoạn này là lúc được nghỉ trưa, cô có tâm sự với các bạn trong đoàn là cô rất áp lực khi phải giữ nó. Chỉ có vậy thôi, mà sao con nói cô giữ vậy, tội nghiệp cô. Bộ phim đã đóng máy ngày 8 tháng 5. Trước chia sẻ của Hồng Vân, nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm với nữ nghệ sĩ nhân dân, đồng thời họ cũng chào thua những content dẫn dắt dư luận thế này. Chị đừng quan tâm tới nhân vật này, nói tất cả mọi người, nghe làm gì cho mệt đầu chị ơi. Chán luôn á cô, thôi kệ đi chị. Đừng bận tâm cô à, giữ sức khỏe nha cô, quá là kỳ cục. Clip cô cũng nói rõ, con thấy xem vui mà, không hiểu sao nói cô quá trời. Ngộ ghê, giờ mấy bạn này cái gì cũng dám nói được, kệ nó đi cô. Kênh này toàn đăng những thông tin tiêu cực không đó cô ơi. Nhiều người rất chi là vô duyên, trong khi chẳng biết đầu đuôi, ngồi không cũng bị dính drama cô ơi. Thư ngu quá à, kệ nó đi cô. Mô Phật, con trai mà tính thua đàn bà, đi nói công phiêu khắp Việt Nam. Đừng bận lòng với mấy thành phần này nhé cô, A-di-đà Phật.
Ổng nói riết, ổng không thấy, ổng sai luôn á. Nói riết không ai ưa nổi luôn. Thương cô. Những tưởng khi chính chủ lên tiếng, người trong cuộc sẽ gỡ video hay lên tiếng xin lỗi, nhưng không, anh ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt giữ quan điểm của mình, thậm chí còn nói những lời ý ẹ hơn. Chị nghệ sĩ nhân dân ơi, chị đừng có gọi em là con trai, chị cứ tỏ ra cao thượng bề trên hoài à. Chị cao thượng bề trên với lại cái đám nghệ sĩ trong showbiz chứ, mấy đứa mà nịnh bợ chị á, chứ với em không khỏi được chưa. Chị không đẻ ra được em đâu, em nói luôn cho chị biết, chị hơn em có mười mấy tuổi à. Chị mà gọi em con trai chị mà đẻ ra được em á là coi như là chị ngựa rất sớm, hóa ra là chị ngựa bẩm sinh, ngựa từ sớm đến giờ vẫn còn ngựa à, đúng không? Cho nên thôi khỏi nghe, khỏi đừng có giả vờ gọi con trai con đồ để thể hiện mình là bề trên, để cho cái thằng này tức chơi, không có em không tức không gì được chưa. Người này cũng bày tỏ việc không hề nói lời khó nghe với nữ nghệ sĩ nhân dân, làm cho chị nhớ rằng được cái vị thế của chị là một nghệ sĩ nhân dân, đúng không? Và là một người gọi là cây đa cây đề trong showbiz, thì mình cư xử sao để cho nó hợp lý hợp tình, tránh cái nhạy cảm, bởi vì showbiz đã quá nhiều chuyện rồi. Chị thấy loạn không? Thời gian qua loạn không? Rất loạn. Em không muốn nhắc lại quá dài dòng khó chịu, nhưng biết nó loạn như thế nào thì có thể là theo dõi cả tất cả các nền tảng xã hội của em thì sẽ biết showbiz trong thời gian qua nó loạn như thế nào đó. Cái nữa là chị nói là coi như là đạo diễn ekip và coi như là bắt chị đeo, đúng rồi, họ bắt chị đeo để đóng phim, cái đâu bắt chị đeo để hiện người này người kia, đúng không? Dòng điệu ngữ điệu của chị, câu từ ý tứ của chị nó thâm sâu cỡ nào cũng không qua được mắt em đâu, được chưa? Khoan nha, đây chỉ là màn chào bài cho vấn đề chính của anh ta là bán hàng mà thôi. Nói vậy cũng hiểu rồi ha. Bạn nghĩ sao về ồn ào này? Có chăng netizen nên tỉnh táo hơn khi tiếp nhận những thông tin từ bất kỳ cá nhân nào trên không gian mạng, đặc biệt là những thông tin liên quan người nổi tiếng, để có cái nhìn đa chiều? Hãy bày tỏ quan điểm của mình về sự việc này bằng cách bình luận vào video bạn nha.